Xin chào mọi người, ngày hôm nay thì khán giả của Xe Hay và tôi sẽ lại tiếp tục là người đầu tiên, là những người đầu tiên được nhìn một chiếc xe đầu tiên và duy nhất về Việt Nam. Nó đây, thưa quý vị và các bạn, đây là chiếc Volvo XC90. Ô, quên, XC90 thì anh em mình nhìn nhiều rồi mà nhỉ. Hot nhất ở trong phân khúc SUV mà an toàn rồi mà nhỉ. Nhưng không, đây là một chiếc Excellent, X6 lăn, thưa quý vị và các bạn. Phiên bản Excellent là phiên bản có thể nói là cao cấp hơn phiên bản Encryption của XC90 nhiều. Nó rất sang trọng. Thôi bây giờ mình tìm hiểu từ cái gì mà mình biết, mình nhìn thấy đi. Ví dụ như là phiên bản Excellent nhá, thì nó đã sử dụng động cơ T8. Động cơ T8 của phiên bản Excellent là động cơ hybrid, gồm một động cơ xăng và hai động cơ điện, thì nó cho ra tổng công suất lên đến 400 mã lực nhá. Về đèn đóm này, rồi các thứ ngoại thất thì có vẻ không khác gì nhiều, đặc biệt là cụm đầu xe vẫn thế, vẫn cái đèn led định vị ban ngày kiểu này, đèn pha, đèn cốt full led, vân vân và vân vân. Cái nước sơn này không biết nó đã thay đổi tí nào chưa, nhưng mà tôi nhìn thấy nó rất đẹp. Cái nước sơn màu trắng của Volvo cực kỳ đẹp nhá, nhưng mà phải nhìn bằng mắt thường thôi, nhìn qua camera sẽ không thấy đâu. Ở đây sang bên này, sang phần thân xe thì các bạn sẽ thấy là cái vành này, cái màu nó thay đổi, và cái mâm này là mâm 21 inch nhá, đa chấu, mâm rất to. Ở phiên bản trước thì chỉ có 20 inch thôi, lên 21 inch nhìn nó khác hẳn, nhìn nó to hơn hẳn. Hệ thống treo thì cũng được làm hệ thống treo khí nén, cho nên nâng hạ gầm được. À đây, tôi phát hiện ra có một cái này, mở ra xem nào. Đấy, khu vực này là khu vực sạc điện đây, nhắc ra nhá. Đây có những cái lỗ này để sạc điện, và cái xe này ấy có thể dùng điện nhà, có nghĩa là bạn để vào trong gara của mình, bạn có thể dùng một cái sạc cắm thẳng trực tiếp vào ổ điện của nhà để sạc. Sạc đâu đó khoảng hơn tiếng thì đầy bình. Và nếu mà chỉ sử dụng điện không để chạy chiếc xe này thì nó cũng đi được ngắn lắm, nó đâu đó khoảng tầm 40 cây loanh quanh đấy. Thì tại sao nó đi ngắn như vậy? Bởi vì đây là xe hybrid, là xe light, thì nó sẽ sử dụng vừa xăng vừa điện. Khi nào mà cần nhanh thì nó sẽ chuyển sang dùng chế độ xăng, mà khi dùng xăng ấy thì nó sẽ sạc điện ngược lại cho động cơ điện này. Rồi có những cái chế độ mà khi bạn đi xuống dốc ấy thì nó cũng sẽ, mình phanh ấy, nó sẽ sử dụng cái năng lượng đấy, nó nạp lại cho động cơ điện, thì nó sẽ lưu được điện, kiểu như vậy, tiết kiệm được nhiên liệu. Phần thân xe này, về nhìn toàn cảnh thì các bạn sẽ thấy là nó không khác, bởi vì nó vẫn là XC90. Nhưng những cái chi tiết mà đắt tiền mà làm cho chiếc xe sang trọng hơn, ví dụ như trụ B, trụ C các thứ này, nó ốp thêm chrome này. Nhưng cái màu chrome này nó khác nhá, nó khác so với những cái màu chrome mà chúng ta vẫn thường thấy ở trên những chiếc xe mà có cái viền chrome. Nhìn cái này nó vẫn có cái gì đó nó hơi ong ánh như bảy sắc cầu vồng ấy, nhưng mà phải mắt thường mới nhìn thấy được. Nhưng nhìn ở một góc độ khác thì nó lại biến mất. Cũng rất khó để mô tả được cái chrome này nó như thế nào. Nhưng mà rõ ràng có cái chrome này vào, nhìn trong xe nó sang trọng hơn và đẹp hơn hẳn. Vậy thôi. À đây, có cái chữ Excellent ở đây. Đây là tên của phiên bản xe. Như bản Encryption thì nó sẽ hiện chữ Encryption ở đây. Đây là chữ nổi nhá. Đó. Vậy thôi, phần thân xe thì không có nhiều thì... À đây, có một cái nữa là cái cửa kính nhá. Tất cả những cửa kính xung quanh xe trừ cửa kính phía sau là đều được làm cửa kính hai lớp. Đây này, nó chui xuống đây này. Cửa kính hai lớp, và ở giữa hai lớp đó ấy, thì nó có một cái lớp là chống ồn. Để làm gì? Để giúp cái xe nó êm hơn, xe sang, xe xịn mà, nó nâng cấp lên cái tầm đấy. Chưa hết đâu, ở trên cái phần cái lửa, cái cửa sổ trời ấy, nó cũng là cái cửa kính hai lớp kiểu đấy. Cái cửa sổ trời thì nó đã kéo dài hơn rất là nhiều, thì nó cũng làm kính hai lớp. Và rất nhiều xe sang ở trên thị trường hiện nay, không phải xe sang nào cũng có đâu nhé. Đấy, thêm một điều nữa. Ra phần đuôi xe đi. Phần đuôi xe thì cũng chả có gì khác cả, vẫn thế. Đây, đây có cái chữ để các bạn nhận biết này, T8 này. Sử dụng động cơ T8 mà có cái logo hình vương miện ở đây, để bạn nhận biết ra là cái phiên bản này là phiên bản Excellent. Đó, đây, vương miện này, T8 này. Xe này thì cũng được trang bị đá cốp để mở, tất nhiên rồi, tầm này cơ mà, đá cốp này.
À hình như là phải đá hai lần đấy thôi. Hay là tôi đang mở cái gì đấy nó không không không. À đúng rồi. Mình đá chưa chuẩn. Rồi. Đó. Ở đây nhá, còn có cái nút nâng hạ gầm này. Các bạn nhìn thấy không? Ấn xuống là nó hạ gầm này. Ấn lên là nâng gầm lên này. À, hiện tại tôi đang tắt máy, bảo sao mà... À không, bình thường tắt máy thì cũng phải nâng hạ gầm đấy chứ nhỉ? Hay là mình đang để cái chế độ gì đấy? Đúng rồi. Nhưng đây là cái nút nâng hạ gầm. Lúc nãy thì tôi có nâng hạ gầm được. Có lẽ là đang để chế độ gì đó mà tôi chưa để ý. Thì các bạn có nhận ra điều gì không? Là cái phần cốp đằng sau này này, nó không có hàng ghế thứ ba, nó rất rộng. Và nó ngăn cách giữa cái cốp và cái hàng ghế bên trong bằng một cái tấm kính này. Đó, để cách âm, để cho cái khoang phía trong nó êm nhất có thể. Đấy không ạ? Và cái kính này ấy, đây là chiếc SUV mà đầu tiên có cái lớp kính kiểu này. Nó còn có trước cả chiếc Rolls-Royce Cullinan cơ các bạn ạ. Cái 12. Đó. Đóng vào. À đúng rồi. Tôi nhớ rồi, lần trước tôi làm video review xe này mà tôi không biết nó phải đá vào khu vực chữ V này thì phải, đúng rồi. Đó, chính xác, đá ở khu vực chữ V. Chứ mình lại đá lung tung thì không được. Rất hay. Đấy. Nó cũng là một cái tiện. Rồi, chính xác. Thôi bây giờ anh em mình vào khoang lái đi xem như nào. À, sao không nâng hạ gầm được? Cái cửa này chưa đóng. Đây rồi, lúc nãy có ai chưa đóng cửa bảo sao? Khi mà cửa xe mà mở ấy thì cái gầm nó sẽ không nâng hạ được. Bây giờ tôi đóng rồi, tôi thử. Đó, hạ gầm. Như thế này thì mình chuyển đồ vào nó sẽ dễ hơn. Nâng gầm. Đó, phải giữ nhá. Tất cả các loại xe mà nâng hạ gầm được ấy thì khi mà cửa mở thì sẽ không thể nâng hạ gầm được, nó tránh cái sự va chạm. Bây giờ chúng ta sẽ vào khoang lái. Đây là khoang lái này. Bây giờ các bạn sẽ nhận ra một cái điều mà tôi phải làm, các bạn phải biết này. Đây, chúng ta vặn cái nút đề nổ đây này. Các bạn có nghe thấy gì không? Không đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì động cơ đốt trong nó chưa hoạt động. Nó mới hoạt động động cơ điện thôi. Bây giờ có thể đi được ngay được rồi. Nhưng mà êm du luôn. Bật điều hòa lên chút nào, hơi nóng. Đó, rồi. Khi bước vào cái khoang nội thất của chiếc XC90 phiên bản Excellent này, các bạn sẽ thấy rõ ràng là nó sang trọng hơn hẳn. Ghế da xịn này, ghế da Napa này, rồi là cái vân da nó cũng khác này, rồi cái tựa đầu nó cũng có cái logo và nó cũng êm này. Chân thì là da lộn này. Úi dồi, đây nữa. Cái chắn nắng này cũng bằng da này, có thể sẽ hơi tối các bạn sẽ không nhìn thấy đâu. Đó, bằng da luôn. Tay nắm này cũng bằng da luôn này. Khâu chỉ rất là tỉ mỉ. Chà. Cái gỗ, tất cả cái gỗ này nhá, đều là gỗ xịn, loại gỗ ốc chó mà có cái vân thẳng, rất xịn. Nhìn cái gỗ này nó mới sang trọng này. Chà. Đây, cái cần số này nó được làm bằng pha lê nhá. Pha lê của Thụy Điển luôn đây. Rồi vô lăng này. Ngoài cái chức năng là sưởi ấm này, làm mát ở ghế này, mát xa ở tất cả các ghế này, thì ngay cái vô lăng này nó cũng có chế độ sưởi ấm nữa. Đấy. Sưởi ấm được luôn nhá. Có cả màn hình head up display nhá. Đấy. Thì tất cả những tính năng thì vẫn điều khiển ở trên cái màn hình này thôi. Đấy. À, cái màn hình này rất nhạy, nó cũng giống như kiểu chiếc đây. Cái này này, nó chỉnh được sưởi ấm vô lăng ở đây nhá, rồi nó còn có những cái tính năng là chống va chạm này, cảnh báo va chạm này, rồi chống va chạm này, vân vân và vân vân, nhiều lắm. Tôi sẽ test chiếc xe này sau khi chính thức nó về Việt Nam, còn hiện tại thì các bạn có thể vào trong triển lãm Việt Nam Motor Show 2018 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 20 mấy đó, tôi không nhớ. Tại trung tâm triển lãm quận 7 Sài Gòn để xem chiếc xe này. Đó, thì các bạn sẽ thấy là nó sang xịn, nó xa xỉ đến như nào.
tất cả những hệ thống loa là BMW này, loa hàng hiệu rồi, không nói gì gương này, gương tràn viền này, rồi có cả cái chữ ở đây này, cái chữ ở đây thì để làm gì, đây chính là la bàn điện tử. Đấy, các bạn nhìn thấy chữ chưa? Đấy, nhiều lắm, cửa sổ trời rộng mênh mông. Chà, để xem nào, tôi muốn ra hàng ghế phía sau để xem hàng ghế đằng trước còn gì không nhỉ? Đó, như vậy đó. Nếu mà muốn chỉnh massage nhé, thì bạn phải gạt ở bên cần đây, cái này này, chỗ này này, đây là chỗ chỉnh massage ghế này. Bạn sẽ active bằng một nút ấn ở đây này. Đấy, gạt nhẹ một cái để nó active vào. Cái này cũng là chỉnh cái những cái phồng phồng ở trong ghế luôn, những cái bóng hơi. Nó có rất nhiều những cái bóng hơi này để chính xác con số là bao nhiêu thì tôi chưa tìm hiểu kỹ, nhưng mà rất nhiều để sao cho bạn có một cái vị trí ghế ngồi nó được thoải mái, nó được êm nhất. Và khi gạt cái nút đó thì bạn sẽ nhìn vào màn hình, nó có rất nhiều những vị trí để bạn massage, từ massage tổng thể, massage rồi massage lưng, massage hông, massage vai, rồi massage cả mông nữa. Vâng, đây thỏ ra thụt vào các kiểu đấy, là loại thế. Hay nhỉ, sẽ xịn, đắt tiền, thích nhỉ. Mình ra đằng sau xem như thế nào nhé. Tôi sẽ ngồi ngay đây luôn. Rồi, ở phần đằng sau xe ấy, mới là phần của ông chủ. Và trên phiên bản Excellent này ấy, thì nó cũng được chỉnh cả hai cái ghế này. Đây, tiến lùi được nhá, tiến lùi này, ngả này. Đó, chỉnh luôn và nhớ ghế luôn, và cũng massage, cũng làm mát, cũng sưởi ấm luôn. Đó, da thì cũng là da xịn rồi, gỗ này. Có cả, chà, nhiều quá, bây giờ biết giới thiệu cái gì trước bây giờ nhỉ? Đó thôi, bây giờ giới thiệu những cái gì mình nhìn thấy trước đi. Đây này, đây có một cái cốc, cái bình hay cái ấm gì đấy. Cái này thì khi mà đặt vào đây ấy, bạn có thể làm mát hoặc cũng có thể làm nóng. Vâng, thế mới hay, vừa làm mát vừa làm nóng. Bình thường thì cái xe phiên bản trước ấy, thì cái chỗ này mình ngồi được, nhưng bây giờ nó đã có một cái bệ tỷ ở đây, được xe sang nó phải như thế này chứ không tận dụng được chỗ ngồi. Thì nó mới có tủ lạnh này, có cái chỗ này này, cái này là bằng pha lê nhá. Cái chỗ này để hai cái ly thửa riêng của chiếc xe này phiên bản Excellent, thì hai cái ly để nó sẽ nhét vào hai cái lỗ này này, hay lắm. Nó cũng làm bằng pha lê của Thụy Điển, một thương hiệu pha lê cao cấp luôn, nó tên là Orefors của Thụy Điển. Đây, cái này là pha lê nguyên khối luôn này. Đó, đẹp chưa, đẹp vô cùng luôn. Để mở cái này ra nhá. Khu vực này là khu vực để đồ thôi, sạc điện để đồ các thứ, một cái ngăn thôi. Đó, thế thôi. Đây là cái tủ lạnh này. Cái tủ lạnh rất lớn nhá, ở trong có thể để được hai cái chai. Đó, các bạn nhìn thấy chưa, hai cái chai, và có thể chỉnh được những cái nhiệt độ ở trong, mát nhiều hay mát ít. Đây, loa Bower & Winskin nó cũng ở đây luôn. Đó, hay chưa, cái cửa sổ trời nhá, nó đã kéo rộng ra tít tận phía sau này cơ mà. Bình thường thì nó sẽ chỉ đến khoảng đây thôi, nhưng bây giờ nó đã kéo ra tít đằng này mà ngồi sướng thật. Nhưng không hiểu cái đệm này nó có làm êm hơn hay không mà sướng thế. Đây, ấn vào đây này. Chà, này, đây có một cái màn hình. Cái màn hình này thì bạn có thể điều khiển được là mát ghế này, sưởi ấm ghế này, rồi chỉnh massage này. Nó tôi gạt đây để bạn chỉnh massage này. Nó cũng giống như cái ghế ở trên thôi, chỉnh rất nhiều chỗ, vai, lưng, hông, mông, vân vân và vân vân. Đó, chỉnh hết tất cả các thứ ở cái màn hình này, cảm ứng rất hay. Và khi mở cái này ra thì ngoài cái ngăn nhá, thì nó còn cái này. Đây, đây. Cái này nó làm bằng một cái như kiểu nhôm nguyên khối cắt CNC, đẹp vô cùng, tinh xảo, tỉ mỉ. Đấy, lại còn trượt ra trượt vào nữa này. Đấy, đây là một cái bàn làm việc, nhìn rất đẹp và nó rất chắc chắn nhá, nhìn nó rất chắc chắn luôn này. Cái bản lề của nó làm tốt thật, chắc đây là chắc luôn đấy. À đây, khi mà có cái bàn phím ở đây thì bạn có thể sử dụng luôn cái màn hình này, chính là cái iPad. Đó, chính là một cái iPad luôn nhá. Đó, đây, đẹp chưa. Đấy, đây cũng thế này. Đấy, là một cái iPad luôn. Đó, hoành tráng thật. Volvo làm xe xịn thế nhỉ. Đúng thật là những ai mà thích một chiếc
SUV mà lại mang cái đẳng cấp của một chiếc xe siêu sang kiểu Maybach hay là Bentley hay là Rolls Royce thì có thể lên đến đây. Tất nhiên để mà ví Volvo với Bentley, Rolls Royce thì nó hơi quá. Nhưng mà khi ngồi lên đây bạn sẽ cảm thấy được thực sự nó xa xỉ và nó sang, nó đẳng cấp thực sự. Tất cả những cái kính này ngoài kính là kính hai lớp ra thì nó còn là kính tối và nó chống được những cái tia UV rất hay. Ôi, tất cả những cái chỗ phần ốp sau này nhá, bình thường thì là những cái xe khác ấy, kể cả Mercedes, nó đều làm bằng một cái nhựa hoặc nhựa mềm, thì đây nó đều được bọc da, da xịn luôn, giống như cái phần da phía trước luôn. Ở đây nó cũng là da lộn luôn, ở đây nó cũng là da xịn luôn. Thế mới hay, nói chung là những cái chi tiết dù nhỏ nhất nó cũng sẽ làm sang trọng và xa xỉ nhất để thể hiện cái đẳng cấp excellent cơ mà, excellent. Ở đây nó còn có một cái để chân này, bằng thảm này. Cái này cũng được bọc da nhá. Đây, bọc da và bằng bọc cả thảm luôn, đẹp quá. Tóm lại là vô cùng sang trọng. Và nếu như các bạn mà muốn khám phá và muốn ngồi thử chiếc xe này thì các bạn có thể đến triển lãm ô tô Việt Nam Motor Show 2018 tại trung tâm triển lãm quận 7 tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đấy ạ. SICC gì đó tôi không nhớ chính xác, vào ngày bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 này. Đúng ạ, đúng chính xác 25 tháng 10. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi lại một vòng để xem cái xe này một lần nữa. Trước khi kết thúc, các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của Xe Hay và bấm vào chuông để theo dõi thường xuyên những video của Xe Hay nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy đi lại một vòng xem nào. Từ thì đẹp nhất, góc 3/4 luôn luôn là góc đẹp nhất. Đó. Quá đẹp.